Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xem xét cho ý kiến về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn tiền sử dụng đất chưa phân bổ chi tiết và một số nội dung quan trọng. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý là trên 4.300 tỷ đồng. Trong đó đã phân bổ gần 2.700 tỷ đồng, còn lại chưa phân bổ là trên 1.600 tỷ đồng. Đến hết tháng 4, toàn tỉnh mới giải ngân được trên 11%. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm còn chậm. Để hoàn thành kế hoạch của năm 2023, đồng chí yêu cầu các cơ quan, địa phương ra soát, đề xuất danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023. Các huyện, thị xã, thành phố cần khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Công tác giải ngân và trình các chủ trương đầu tư, người đứng đầu, giám đốc Sở Giao thông Vận tải, trưởng ban quản lý dự án của tỉnh phải chịu trách nhiệm. Nếu không có phối hợp, kết hợp để phê duyệt các dự án trên cơ sở đó để phân bổ vốn, yêu cầu là Sở Tài nguyên Môi trường kết hợp với Tài chính và tham mưu cho tỉnh, Hội đồng thẩm định giá đất tích cực tăng cường tính giá đất cho các dự án lớn của tỉnh để lấy nguồn thu. Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhất trí với dự thảo các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết sáp nhập hai thôn để thành lập thôn mới thuộc huyện Phù Cừ và ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. Chính sách hỗ trợ di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, 100% các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi ngừng hoạt động. Việc này sẽ góp phần quy hoạch lại vùng chăn nuôi, tạo điều kiện phát triển một nền chăn nuôi hiện đại, bền vững, bảo vệ môi trường sống cho khu dân cư. Để hỗ trợ các cơ sở thực hiện nghị quyết, nhà nước sẽ hỗ trợ một phần chi phí mất việc làm, đào tạo chuyển đổi nghề, một phần chi phí tháo dỡ, một phần vận chuyển, vật nuôi để di rời, một phần lãi suất vay đầu tư cơ sở chăn nuôi đến địa điểm mới. Trong trường hợp có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, đối tượng áp dụng chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất.